Vai trò của kháng thể đối với cơ thể con người. Thì kháng thể là gì? Khi sinh vật xâm nhập vào cơ thể con người, thì cơ thể sẽ nhận biết được sự xâm nhập này và sản xuất ra những chất gọi là kháng thể. Kháng thể này tiêu diệt vi khuẩn có hại và bảo vệ cơ thể. Cơ thể nào có khả năng hình thành kháng thể càng mạnh thì khả năng miễn dịch chống lại các loại bệnh nhiễm khuẩn càng cao. Có 5 loại kháng thể như sau. IgG là kháng thể phổ biến nhất trong máu, trong sữa non và các dịch mô. IgG thì xuyên qua nhau thai, bảo vệ con trong những tuần lễ đầu đời sau khi sinh khi hệ miễn dịch của trẻ chưa phát triển. IgG giúp cơ thể vô hiệu hóa những yếu tố gây bệnh, đặc biệt là hỗ trợ hệ miễn dịch, hệ tuần hoàn. IgA chiếm khoảng 15-20% trong máu, trong sữa non, nước mắt và nước miếng, nước bọt. Khi IgA được tiết ra ở đâu thì chúng chống lại các tác nhân gây bệnh ở đó. IgA giúp bảo vệ cơ thể, đặc biệt đối với các tác nhân gây bệnh ở hệ hô hấp, hệ tiêu hóa. IgM là lớp miễn dịch đầu tiên được tổng hợp ở trẻ sơ sinh, kết hợp với các kháng nguyên đa chiều như virus và hồng cầu, giúp tiêu diệt kháng nguyên xấu, bảo vệ cơ thể, giúp cơ thể sản xuất ra các protein cần thiết cho hệ miễn dịch để chống lại các vi khuẩn và các mầm bệnh. IgE chiếm tỷ lệ khá lớn và giữ vai trò trong phản ứng với cơ chế miễn dịch chống ký sinh trùng, sốt hen, mề đay, sốc phản vệ. IgD chiếm tỷ lệ ít nhất, chỉ có 1% trong màng tế bào, dị hóa nhanh và rất dễ bị thủy phân bởi enzyme plasmin trong quá trình đông máu. IgD là kháng thể có ít chức năng nhất trong quá trình hoạt hóa kháng nguyên. Vậy muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì cần bổ sung nhiều kháng thể để giúp cho cơ thể hình thành và củng cố hệ miễn dịch, tránh được bệnh tật, ốm đau, bệnh truyền nhiễm thường gặp ở con người. Ngoài ra thì kháng thể còn phòng và cắt giảm các bệnh như là cảm lạnh, viêm phổi, viêm phế quản và các vấn đề về tiêu hóa, hấp thụ thức ăn, các bệnh về tai mũi họng và các bệnh lây nhiễm. Vậy bổ sung kháng thể vào cơ thể bằng cách nào? Thì có hai cách để bổ sung kháng thể. Một là tiêm trực tiếp vào máu, hai là bổ sung qua đường uống. Khi bổ sung qua đường uống thì nên sử dụng những sản phẩm từ sữa non. Sản phẩm khuyên dùng là thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline, bởi vì trong một lon thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline có chứa tới 8.400mg kháng thể. Như vậy, trong một ly tiêu chuẩn sử dụng mỗi ngày bằng 1,5 muỗng bột sữa có chứa 300mg kháng thể. Nếu người bệnh đi bệnh viện phải tiêm kháng thể thì một mũi tiêm 1.000mg kháng thể có giá từ 1,2 đến 1,6 triệu đồng. Vậy, để mua 8.400mg kháng thể cần khoảng gần 10 triệu. Ngoài ra, thì trong một lon thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline có 28.000mg canxi, 28 tỷ lệ khuẩn và 15 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu cơ thể cần. Hãy để lại bình luận phía dưới video để được tư vấn miễn phí.